Thời gian này rất là bận cho nên là tôi không đăng bài thường xuyên được, và rất nhiều những cái bạn đã gửi những cái tin nhắn cho tôi để mà yêu cầu tiếp tục. Thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục làm thêm một vài bài nữa và sẽ cố gắng để thực hiện theo lời hứa là làm đủ 40 bài trong Caroli. Ở bài số 17 này, chúng ta lại tiếp tục chơi một bài tươi vui, tiết tấu tươi vui, giai điệu rất là trong sáng. Trên cái giọng phá trưởng có một dấu thăng là có một dấu hóa là nốt si dáng và nhịp 6-8. Các bạn lưu ý là hai nốt đầu tiên nó là nốt si, là hai nốt lấy đà, và chúng ta sẽ rơi vào cái nốt, cái phách mạnh nó sẽ rơi vào nốt thứ ba. Chúng ta nhấn vào phách 1 và phách 4. Cái bài này theo như tôi nghĩ thì là Caroli đã cố gắng để tạo cho các học sinh chơi guitar một cái bài tập rất là hữu ích, với việc là luôn luôn giữ ngón tay trên cần đàn. Các ngón tay gần như không nhấc ra khỏi đàn, và cái sự phân bổ của nó khá là phức tạp. Một ngón này nhấc thì ngón kia lại bấm vào, và cứ liên tục như thế, đan xen như thế để chơi trên cái bài nhạc này. Chỉ có một số chỗ rất là ít thôi là nó mới nhấc ngón tay ra, và chúng ta sẽ phải chơi thật chậm để làm sao đấy là chúng ta giữ được legato, tức là giữ được âm thanh cho nó liền tiếng, không bị cắt quãng. Nếu như chơi bài này không cẩn thận là chúng ta sẽ bị tạo ra những tiếng ngắt. Ví dụ thế, tức là chúng ta không giữ được ngón tay. Mọi người thực hiện cái nguyên tắc giống như ngày trước tôi hay nhắc đến là giữ ngón một nốt nhạc cho đến khi nào không giữ được nữa thì mới nhắc ra. Đây, ví dụ như đoạn này, Rê, Đô, Si, thì chúng ta nhấc cái nốt ngón 4 lên, bấm vào nốt Si dáng. Đến đây nốt Sòn thì chúng ta mới nhắc cái này ra. Đấy. Chúng ta tìm ngón này trước này, ta ở đây, chúng ta bấm ở đây trước, xong rồi nhấc cái này sang.
chứ nếu không này nhảy như thế thì rất là dễ bị móc. Đoạn này thì rất là tươi vui trong sáng nhé, nhẹ nhõm. Chúng ta dùng một cái chơi ở trên cả 3 dây, à chơi cả trên 4 dây luôn, mi là re son. Đây, mọi người nhìn này. Càng lâu càng tốt trên phần đàn. Và xin kết thúc bài tập ở đây.